Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như hiện nay, Trung Quốc một mình chống lại cả thế giới với những mong muốn phi lý về chủ quyền, quyền lãnh thổ mà không có một quốc gia nào có thể chấp nhận được, kể cả những quốc gia không có sự xâm lấn của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, sự bành trướng của Trung Quốc ngày càng có xu hướng mở rộng và rất hung hăng. Sự bành trướng này của Trung Quốc không sợ búa rìu dư luận của quốc tế. Mới gần đây nhất vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra một bản đồ tiêu chuẩn mà Trung Quốc tự vẽ ra. Bản đồ này vấp phải nhiều phản đối của các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ, Philippines, Malaysia. Vâng, có một điều gì đó mà chúng ta thấy rất là lạ. Đó là cùng ngày 28 tháng 8, Trung Quốc đã phun vòi rồng với tàu cá Việt Nam. Song song với đó là Trung Quốc đưa ra bản đồ phi lý của họ. Liệu những hành động đó của Trung Quốc đang cố tình đưa ra vào thời điểm chuẩn bị có những hội nghị cấp cao đa phương G20 sắp tới diễn ra? Ngay sau khi hội nghị này kết thúc, thì Tổng thống Biden sẽ sang thăm Việt Nam nhằm muốn nâng cao mối quan hệ với Việt Nam. Điều này khiến chúng ta đặt câu hỏi, tại sao Trung Quốc lại đưa ra bản đồ phi lý của họ vào lúc này? Mục đích chính của Trung Quốc đưa ra bản đồ này là gì? Liệu rằng có phải do Mỹ và Việt Nam đang xích lại gần nhau hay mục đích nào khác nữa thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Ngay sau khi Trung Quốc đưa ra bản đồ phi lý vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, thì rất nhiều quốc gia và dư luận quốc tế đồng lòng lên tiếng phản đối cái mà Trung Quốc gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023. Trong đó có đường biên giới với Ấn Độ và đường lưỡi bò hay còn gọi là đường 9 đoạn, đường 10 đoạn phi pháp. Đây là nước cờ không hề mới trên bàn cờ mà Trung Quốc đang dày công đưa từng con tốt qua sông. Đi từng bước nhỏ, gặm nhấm từng chút, hòng biến Biển Đông thành một sân sau hay còn gọi là ao nhà mình. Đây chính là nước cờ nhỏ trên bàn cờ lớn. Cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn thực chất chỉ là một cụm từ hoa mỹ để Trung Quốc làm đẹp cho yêu sách phi pháp của họ. Vậy bản đồ tiêu chuẩn của Trung Quốc là gì? Phải khẳng định từ đầu là bản đồ ở đây là do Trung Quốc vẽ ra theo mưu đồ của họ. Tiêu chuẩn ở đây là tiêu chuẩn do Bắc Kinh đề ra, đơn phương chấp nhận rồi tự công bố. Cái mà Trung Quốc bây giờ gọi là bản đồ tiêu chuẩn, có chứa đường lưỡi bò, thực ra là vẫn tham vọng độc chiếm Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tức là gần như ôm trọn Biển Đông. Theo nhà nghiên cứu người Anh Bill Haytan, từ một tấm bản đồ bị một nhà địa lý người Trung Quốc vẽ sai và sau đó được Trung Quốc phát hiện năm 1947, Bắc Kinh lại xem đó là yêu sách của họ và ra sức theo đuổi. Vậy là Bắc Kinh cố tình biến cái sai thành cái đúng, dùng bản đồ bị lỗi trở thành bản đồ chính thức ra mắt Liên Hợp Quốc năm 2009. Đó cũng chính là bàn cờ lớn mà Trung Quốc đang tiến hành bằng từng nước cờ. Bản đồ tiêu chuẩn là ví dụ điển hình mới nhất. Trung Quốc không ngừng tô vẽ, làm đẹp cho yêu sách phi pháp bằng những cái tên được nước này chuẩn dần như Nam Hải, Chư Đảo, huyện Tây Sa, thực chất là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và huyện Nam Sa, thực chất là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tại địa phận mà Trung Quốc ngang nhiên gọi là thành phố Tam Sa, đặt tên tiêu chuẩn cho hàng chục thực thể ở Biển Đông. Và mới đây, lại thêm bản đồ tiêu chuẩn. Thực ra đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm khôi phục hình ảnh của mình sau thất bại về mặt pháp lý năm 2016 trong vụ kiện tại Tòa trọng tài quốc tế. Bắc Kinh phủ nhận phán quyết này, coi phán quyết này chỉ là một tờ giấy lộn và hoàn toàn vô giá trị về mặt chính thức. Chính quyền Bắc Kinh áp dụng chính sách 3-0, không tham gia quá trình phân xử, không thừa nhận tính hợp pháp của tòa và không tuân thủ phán quyết. Tuy nhiên, từ sau phán quyết này, Trung Quốc đã âm thầm điều chỉnh các căn cứ cho tuyên bố chủ quyền của mình bằng việc liên tục đưa ra các tài liệu pháp lý đối với tấm bản đồ đường 9 đoạn. Từ năm 2017, nước này thậm chí còn đưa ra một học thuyết mới, cụ thể là khái niệm tứ xa về Biển Đông. Trong học thuyết này, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Pratap, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và bãi ngầm Macclesfield với tên gọi lần lượt là Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa. Thay vì được xem là một nhóm thực thể xâm lược, Trung Quốc coi nhóm đảo và đá ngầm này là một quần đảo gồm nhiều thực thể khác nhau, với ranh giới biển cụ thể có chủ quyền và quyền được xác lập, xung quanh đó là một vùng đặc quyền kinh tế. Học thuyết về tứ xa của một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị giới khoa học quốc tế phản đối và chỉ trích, cho nên các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách giải thích pháp lý mới cho tham vọng này của Trung Quốc. Chính vì vậy, đã dẫn đến việc phát hiện một bản đồ có đường lưỡi bò liền nét như thế này. Nhiều nhà chuyên gia pháp lý khẳng định rằng, các tuyên bố pháp lý mới của Trung Quốc cũng chẳng có nhiều giá trị hơn các tuyên bố về đường chín đoạn trước đây. Thực chất, tấm bản đồ mới mà các học giả Trung Quốc đưa ra chỉ là một nỗ lực bình mới rượu cũ cho tham vọng chiếm đoạt toàn bộ khu vực Biển Đông của chính phủ Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra, Trung Quốc từng bước dùng nhiều biện pháp không loại trừ gian đe, gây hấn để lấn chiếm theo phương pháp tảm ăn dâu, rồi quân sự, lẫn dân sự hóa các khu vực mà nước này chiếm được. Các chương trình du lịch, phát triển nông thôn, xây dựng các khu hành chính, thiết lập các tiền đồn gồm nhiều trang thiết bị quân sự, xây dựng đường băng. Như chúng ta đã biết, hiện nay xung quanh Trung Quốc đều là đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan và xa hơn nữa là Australia. Nhìn trên bản đồ của Trung Quốc này, chúng ta thấy Trung Quốc tứ bề thọ địch. Chính vì vậy, mặc dù Việt Nam hiện nay vẫn duy trì theo chính sách quốc phòng 4-0,
nhưng Trung Quốc vẫn đề cao cảnh giác. Trung Quốc có thể lo xa nếu một khi Mỹ có thể hợp tác quân sự với Việt Nam, những lãnh thổ mà Trung Quốc xâm chiếm trên Biển Đông có thể sẽ gặp phải nhiều cản trở từ phía Mỹ. Bởi Việt Nam có chủ quyền phần lớn Biển Đông và đang xung đột gay gắt nhất với Trung Quốc trên Biển Đông so với các nước còn lại. Và Việt Nam lại nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc lo lắng là không thừa. Trung Quốc cũng sợ Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ để dùng Mỹ chống lại và kiềm chế Trung Quốc. Nhưng có lẽ người Trung Quốc đã quá đa nghi như chính tính cách của họ. Trung Quốc nên tin rằng bất chấp tranh chấp Biển Đông, Việt Nam vẫn luôn coi trọng quan hệ Trung Quốc. Vì các lý do chính trị, kinh tế và chiến lược Việt Nam không liên kết nước này để chống nước kia, có thể Việt Nam yếu hơn về sức mạnh quân sự, nhưng ý chí kiên cường, bất khuất của người Việt Nam chưa chịu khuất phục trước một thế lực nào ngàn đời nay. Nó đã được chứng minh vào sử sách Việt Nam. Hiện nay cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung giành ảnh hưởng ở khu vực này ngày càng gay gắt. Mỹ đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình hầu như khắp khu vực. Trung Quốc không thể để thua trên chính sân nhà trong cuộc cạnh tranh này. Việc này dẫn đến Trung Quốc có những động thái gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông như tấn công tàu cá vừa qua, hay vờn nhau với một tàu Việt Nam tại đảo Chi Tôn thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc đang rất hung hăng và nhiều cứng rắn trên Biển Đông để cảnh báo lấn át những hành động ngoại giao của Việt Nam sắp tới. Mặc dù những động thái này chỉ là rung cây dọa khỉ, nhưng nó có tác động lớn đối với chính trường khu vực và đặc biệt là chính trường Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đang muốn làm nóng những tranh chấp để gây những tác động tiêu cực cho những sự kiện sắp tới, khiến các nước trở nên e dè trong vấn đề ngoại giao của mình. Nhưng Trung Quốc đã sai lầm. Những điều này sẽ gây tác dụng ngược với mục đích Trung Quốc đề ra. Khi mà tất cả các nước bị Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ trên biển và trên bộ của Trung Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối. Và có lẽ như Trung Quốc không quan tâm tới những tác động ngược lại này. Bởi không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác như Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan đều lập tức lên tiếng phản đối bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 mà Trung Quốc đã công bố. Các nước yêu cầu Trung Quốc hành xử có trách nhiệm tuân thủ phán quyết năm 2016 của trọng tài quốc tế và các quy định của UNCLOS năm 1982. Một số nước trước đây thường được chọn chính sách ngoại giao im lặng, hạn chế chỉ trích trực tiếp Trung Quốc, thì nay đã lên tiếng mạnh mẽ hơn trước các hành động ngày càng leo thang của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc đã và đang xây dựng những tòa nhà cao tầng trên các thực thể được Bắc Kinh bồi lấp nhanh chóng và xâm hại môi trường biển nghiêm trọng. Trung Quốc đang cố chứng minh rằng họ quản lý tổ chức đời sống xã hội một cách hợp pháp bằng những biện pháp hành chính, dân sự, quân sự trên các thực thể mà họ chiếm đóng phi pháp. Họ dùng truyền thông pháp lý lẫn các chiến thuật tâm lý để thế giới từng bước tin rằng yêu sách đường lưỡi bò của mình là hợp pháp. Thế nhưng, chưa bao giờ yêu sách phi lý của Trung Quốc được chấp nhận. Trái lại, sự phản ứng của các quốc gia này ngày càng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Trước sự leo thang của Trung Quốc từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc đều lên tiếng và rất nhiều các quốc gia khác nữa đều lên tiếng phản đối yêu sách đường lưỡi bò một cách chính thức, thường xuyên và liên tục ở bất kỳ sự kiện nào, trên bất kỳ diễn đàn nào và bất kỳ thời gian nào. Trước sự kiện Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn mới đây, thì năm 2020, Trung Quốc đề nghị công hàm số 42 lên Liên Hợp Quốc để củng cố sức mạnh cho công hàm số 17 năm 2009 mà Trung Quốc đệ trình lên tổ chức này hơn chục năm trước đó, có chứa yêu sách đường lưỡi bò. Sự kiện này làm dấy lên cuộc chiến công hàm. Hàng loạt quốc gia đã trình lên Liên Hợp Quốc. Tiếng nói chính thức của họ phản đối cái mà Trung Quốc gọi là Nam Hải chư đảo hoặc loại bỏ tính pháp lý của đường lưỡi bò trước đó vào năm 2016. Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý của yêu sách đường lưỡi bò. Duy chỉ có Trung Quốc quyết liệt bác bỏ phán quyết này trong khi nhiều quốc gia khác đều ủng hộ và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ. Vì vậy, sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế trong việc lên tiếng phản đối Trung Quốc là rất quan trọng. Và nếu nhìn xa hơn, việc hợp tác quốc tế để ứng phó với những bước tiến triển của Trung Quốc trên bàn cờ lớn Biển Đông là điều rất cấp thiết. Trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: "Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 bao gồm quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện đường yêu sách đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quyền chủ quyền quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo UNCLOS năm 1982. Do đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm pháp luật quốc tế, nhất là luật UNCLOS năm 1982. Bà Hằng nhấn mạnh thêm, một lần nữa Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc hiện nay đang khơi mào chiến tranh bản đồ trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng việc xuất bản các tấm bản đồ như thế này. Bắc Kinh có thể tiếp tục thúc đẩy lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ trên thực địa
để sau đó củng cố bằng các hành động tương tự như việc thiết lập ADIS, thăm dò tài nguyên trái phép trên vùng biển các nước khác và tuần tra bảo vệ bờ biển như bãi cạn Scarborough của Philippines. Điều khiến cộng đồng quốc tế tò mò nhất là đường lưỡi bò gồm 9 đoạn hay 10 đoạn trên bản đồ mà Trung Quốc dùng để thể hiện chủ quyền của nước này ở Biển Đông. Bắc Kinh đã có ý đồ khi sử dụng các đường đứt đoạn thay vì nối chúng thành một đường liền mạch. Các chuyên gia hàng đầu Biển Đông từng chỉ ra rằng, nếu quốc gia nào đưa ra tuyên bố chủ quyền mở rộng lục địa nhưng sau đó lại rút lại tuyên bố này, thì một số khu vực nằm trong phạm vi các đường gạch ngang có thể được đưa vào khai thác chung. Với hiện trạng đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang áp dụng hiện nay, không khó để tưởng tượng viễn cảnh Trung Quốc thành công trong việc giành giật chủ quyền trên Biển Đông, nhờ sự kết hợp giữa chiến thuật cắt lát xúc xích và biện pháp ngoại giao song phương. Kết quả là Trung Quốc sẽ không kiểm soát toàn bộ khu vực được khoanh vùng bằng các dấu gạch ngang biểu thị trên bản đồ, nhưng sẽ vẫn chiếm được phần lớn diện tích Biển Đông. Phương pháp này cho phép Bắc Kinh thực sự giành chủ quyền phần lãnh thổ trên biển mà quốc gia này từng kiểm soát trong quá khứ mà không đơn thuần dựa dẫm vào lịch sử. Do đó càng khiến cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc vô lý hơn bao giờ hết khi đối chiếu với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Vậy tại sao Trung Quốc lại tung bản đồ vào lúc này và mục đích là gì? Bản đồ quốc gia là sản phẩm được xuất bản hàng năm và có thể được phát hành bất cứ lúc nào. Trung Quốc biết rõ rằng tuyên bố của họ gây tranh cãi, cho nên quan trọng ở đây là việc Bắc Kinh chọn công bố bản đồ ngay sau cuộc họp cuối tháng 8 của các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ngay trước khi Trung Quốc tham gia các cuộc họp cấp cao nhất của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á và Hội nghị G20. Tại các cuộc họp V-League, mối quan hệ Trung-Nga được nhìn nhận rộng rãi và được củng cố hơn khi nhóm này bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Bắc Kinh và Moscow thúc đẩy Iran và Ả Rập Xê Út cùng với 4 nước khác tham gia. Bên lề thượng đỉnh, Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc còn nói về vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, đồng ý tăng cường nỗ lực giảm căng thẳng. Hầu hết các chính phủ mà Trung Quốc có tranh chấp ở Biển Đông đều là thành viên của ASEAN. Trong hội nghị G20 tới đây, Ấn Độ sẽ là nước chủ nhà trong hội nghị này. Khi công bố bản đồ vào thời điểm hiện tại, Bắc Kinh được nhiều người coi là đang phát đi tín hiệu rằng họ không có ý định rút lui bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào của mình và đảm bảo rằng các quốc gia trong khu vực không lãng quên quan điểm của Bắc Kinh. Vậy nên, Trung Quốc công bố một bản đồ mới thể hiện yêu sách của họ với vùng Biển Đông mà Trung Quốc đang xâm lược, nhằm thu hút sự chú ý đến những yêu sách này và khẳng định lại lập trường của Bắc Kinh trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh đa phương. Một đặc điểm đặc biệt khác của bản đồ là sự hiện diện của đường 10 đoạn xung quanh Biển Đông thay cho đường 9 đoạn và toàn bộ đảo Đài Loan. Vạch thứ 10, trong đó cũng bao gồm một số đảo nhỏ mà các nước Đông Nam Á tuyên bố là chủ quyền các nước như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia. Biển Đông và eo biển Đài Loan tình cờ trở thành đấu trường cạnh tranh địa chính trị quan trọng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đặc biệt trong 2 tháng 3 thập kỷ qua, cả hai nước thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận hải quân cho khu vực, làm tăng thêm mối đe dọa và cảm giác bất an ngày càng gia tăng ở cả hai bên. Ấn Độ và Đông Nam Á gần biên giới lãnh thổ và biển của Trung Quốc, phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, bất chấp những tranh chấp phổ biến về nhận thức lãnh thổ, đồng thời nền kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc có mối liên kết chặt chẽ với nhau và ngày càng có thêm sự cạnh tranh công nghệ toàn cầu giữa hai siêu cường kinh tế này. Cho đến nay, các lực lượng vũ trang của Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức 19 vòng đàm phán cấp cao dọc biên giới Tây Tạng. Mục đích là nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến đường kiểm soát thực tế. Cuộc họp cuối cùng trong chuỗi được tổ chức vào ngày 14 tháng 8 năm 2023 và không có bất kỳ bước đột phá lớn nào. Tuy nhiên, các cam kết ngoại giao song song đang diễn ra ở các cấp độ khác nhau. Trong đó gần đây nhất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ đã trao đổi ngắn gọn trong hội nghị thượng đỉnh năm 2023 của các quốc gia được tổ chức tại Nam Phi 10 ngày sau cuộc đàm phán quân sự cuối cùng. Trong cuộc họp báo hội nghị thượng đỉnh, Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố việc duy trì hòa bình và ổn định ở các khu vực biên giới cũng như việc tuân thủ và tôn trọng được kiểm soát thực tế là điều cần thiết để bình thường hóa quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc. Lập trường được phía Ấn Độ lặp lại trên nhiều diễn đàn. Mặt khác, tuyên bố từ phía Trung Quốc có đoạn Chủ tịch Tập nhấn mạnh rằng việc cải thiện quan hệ Trung Ấn phục vụ lợi ích chung của hai nước và nhân dân hai nước, hai bên nên lưu ý lợi ích chung trong quan hệ song phương của mình và nhấn mạnh vào mối quan hệ tổng thể. Vâng, hứa hẹn cải thiện với Ấn Độ mới cách đây được vài ngày. Sau hội nghị thì phía Trung Quốc đã thực hiện cải cách ngay theo đúng lời hứa là tung ngay bản đồ của họ. Thiết nghĩ người bạn Trung Quốc này quá tuyệt vời. Họ đã đưa ra bản đồ mà theo phía Ấn Độ nói là Trung Quốc chiếm 38.000 km2 lãnh thổ của mình ở cao nguyên Aceptin. Đáp lại tình cảm chân thành của người anh em Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tuyên bố Ấn Độ bác bỏ những tuyên bố này vì chúng không có cơ sở. Những bước đi như vậy của Trung Quốc chỉ làm phức tạp thêm giải quyết vấn đề biên giới. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ còn có Bộ Ngoại giao hai nước Malaysia, Philippines đã lên tiếng phản đối bản đồ này của Trung Quốc và không công nhận bản đồ vô lý này. Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố là của mình cũng bác bỏ đường 9 đoạn và các yêu sách về Biển Đông của Bắc Kinh. Đáp trả lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Vương Văn Bân đã bỏ qua các câu hỏi về chi tiết cụ thể của đường 9 đoạn và lý do Trung Quốc sử dụng đường 9 đoạn trong những năm gần đây. Ông chỉ nói với các phóng viên rằng
Lập trường của Trung Quốc về Biển Đông là nhất quán và rõ ràng. Ông ta cũng không trực tiếp giải quyết các cuộc phản đối về bản đồ và nói rằng việc cập nhật thực hiện thường xuyên hàng năm với mục đích cung cấp tập bản đồ tiêu chuẩn và giáo dục công chúng sử dụng bản đồ theo quy tắc. Ông nói, chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan và hợp lý. Vâng, có thể suy đoán được vì sao Trung Quốc đưa ra bản đồ mới của họ trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm như hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 đang diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tại Indonesia. Cũng có thể, mục đích Trung Quốc đang thăm dò phản ứng của khối ASEAN đưa ra vấn đề này như thế nào, vì đa số quốc gia trong khối này đều bị Trung Quốc lấn chiếm ở Biển Đông. Hơn nữa là hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 18 được tổ chức tại New Delhi ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, trong đó có Mỹ tham dự. Sau hội nghị này thì Tổng thống Biden sẽ sang thăm Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ, nên Trung Quốc đưa ra những hành động trong thời gian vừa qua. Đó cũng như là vài lời mà Trung Quốc muốn nhắn nhủ tới các nước bị Trung Quốc bành trướng vùng lãnh thổ của họ. Cũng có hướng Trung Quốc muốn xem thực chất Mỹ dành hành động phản ứng như thế nào. Cũng có khả năng được đà Trung Quốc sẽ lấn tới. Xem xét tất cả những điều này, phiên bản mới của bản đồ Trung Quốc và những xung đột trên Biển Đông hiện nay thì Trung Quốc chỉ đang làm xấu thêm hình ảnh của họ. Cho dù những hành động của họ muốn nhắn nhủ với ai hay mục đích như thế nào, thì chắc chắn không có quốc gia nào bị Trung Quốc đe dọa, lấn chiếm, khuất phục được, đặc biệt là Việt Nam chúng ta. Trung Quốc nên nhớ rằng, chủ quyền lãnh thổ của quốc gia là bất di bất dịch. Việt Nam đã hy sinh biết bao xương máu để có được non sông Tổ quốc trọn vẹn lãnh thổ và cơ đồ như hôm nay. Nên điều Trung Quốc muốn là điều không bao giờ dân tộc Việt Nam có thể chấp nhận được. Thế giới hiện đại ngày nay sẽ không như thời kỳ xưa kia. Một việc làm sai trái cả thế giới này đều biết. Trung Quốc đừng để toàn thế giới quay lưng với mình. Cho dù là cường quốc hay là gì đó thì cũng sẽ về số 0 nếu cả thế giới này quay lưng. Trung Quốc nên hỏi lại mình, vì sao quanh Trung Quốc chỉ toàn kẻ thù? Việt Nam chúng tôi luôn mong muốn cả thế giới sống trong hòa bình. Chúng tôi quá rõ chiến tranh. Để được cuộc sống như ngày hôm nay, chúng tôi phải trả cái giá không hề nhỏ. Mất mát, đau thương, dân tộc lầm than, khổ cực. Nhưng không phải những gì đã trải qua mà chúng tôi nhụt chí. Chúng tôi sẵn sàng ra trận, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nếu như có kẻ thù nào xâm lược nước Việt Nam chúng tôi, cho dù đó là quốc gia nào. Và đó là tinh thần và ý chí của người Việt Nam chúng tôi. Quý vị nghĩ sao về video số này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.